Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội phụ nữ xã Minh Nghĩa, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đưa mô hình nuôi run quế kết hợp với chăn nuôi và trồng trọt. Tình trạng nhà vệ sinh trường học bẩn xuống cấp nghiêm trọng tại một số địa phương. Hải Dương có phương án bảo vệ đàn cò tại khu vườn nhà ông Hà Văn Thể, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang. Điện thoại thông minh và những tiện ích dành cho người khiếm thị cảnh tác biến tướng, chiêu thức bán hàng qua hội thảo tại các vùng quê. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm nay sản lượng nhãn chỉ bằng 1 phần 3 so với năm ngoái, nên các cơ sở chế biến long nhãn ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cũng vì thế mà giảm đi. Hiện toàn huyện có khoảng hơn 20 hộ chế biến long nhãn, tập trung chủ yếu ở các vùng trồng nhiều nhãn như Đà Lộc, Tiền Phong, Hạ Lễ. Do sản lượng nhãn năm nay thấp, nên nguồn nhãn cung cấp làm long ít hơn các năm trước. Với giá nhãn làm long từ 12 đến 15 000 đồng kg, các cơ sở làm long không có nhiều lựa chọn nguồn cung ngay tại địa phương. Cũng vì thế mà giá long nhãn năm nay cao hơn so với năm ngoái, giao động ở mức từ 200 đến 250 000 đồng kg. Bên cạnh đó, các cơ sở làm long cũng tạo việc làm cho hàng chục lao động thời vụ ở nhiều độ tuổi. Mỗi nhân công được trả 4.000 đồng một kg Người làm nhiều nhất một ngày có thể lên tới 40 kg, tức là 160.000 đồng một ngày. Nghề làm nông nhãn năm nay chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Đây cũng là cơ hội tăng thêm thu nhập thời vụ cho hàng chục lao động với mức thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng một vụ. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất tiêu thụ ổi Hải Dương và xây dựng mô hình liên kết chuỗi. Tỉnh Hải Dương có trên 1.800 hecta trồng ổi, trong đó tập trung ở huyện Thanh Hà. Toàn tỉnh có 217 hecta ổi được chứng nhận sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Sản lượng ổi được chứng nhận đạt 2.900 tấn. Ổi là loại quả ngon, có nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C. Chất lượng ổi Thanh Hà ngon, tuy nhiên việc tiêu thụ ổi mới chỉ ở thị trường nội địa. Ổi Việt Gáp đã được Hợp tác xã Nam Vũ liên kết theo mô hình chuỗi, từ quy trình sản xuất, chăm sóc đến khâu tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm này tiêu thụ trong nước tại các siêu thị lớn. Tiềm năng phát triển trong ổi của Hải Dương để xuất khẩu rất lớn nhưng chưa xuất khẩu được. Nguyên nhân là do sản xuất theo mô hình liên kết chuỗi còn thấp, kỹ thuật chưa áp dụng đồng bộ nên hiệu quả sản xuất và chất lượng chưa cao, việc xuất khẩu khó. Theo các chuyên gia, muốn xuất khẩu được quả ổi thì phải có sản lượng và chất lượng ổi cao và liên kết sản xuất thông qua các hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tích cực luân canh tăng vụ, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam còn được biết đến là địa phương luôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiếp thu những mô hình sản xuất mới vào đồng đất, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân. Mô hình trồng cây kê của xã Nhân Nghĩa mặc dù mới là vụ thứ hai nhưng đã khẳng định được nhiều ưu thế so với cây trồng truyền thống trong một chuyến đi tham quan tình hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh nam định đến thăm tìm hiểu mô hình canh tác giống kê những thành viên trong ban quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhân nghĩa đã nhận thấy những ưu điểm vượt trội của loại cây này quyết tâm đưa cây kê về gieo trồng tại đồng đất địa phương ngay sau chuyến tham quan học tập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhân nghĩa đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc họp tuyên truyền vận động nhân dân đưa vào gieo trồng thử nghiệm mô hình giống cây mới Thực tế, từ vụ sản xuất đầu tiên, trung bình mỗi xào cây ở Nhân Nghĩa cho năng suất 140 kg trên một xào. Với giá bán 17 đến 18 000 đồng trên kg, một kg, trồng một xào kê, bà con nông dân thu được từ 2 triệu 300 đến 2 triệu 500 000 đồng. Theo tính toán của những hộ trực tiếp tham gia sản xuất, thì tổng chi phí cho việc gieo trồng một xào kê chỉ mất khoảng 150 000 đồng. Không chỉ chi phí thấp, nhân công cho việc gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây kê cũng không vất vả khó nhọc và không mất nhiều thời gian như cây lúa, cây ngô. À, so sánh với cây ngô thì đối với cây kê à, thì là thứ nhất ấy, là sâu bệnh thì là không có. À, hai nữa là đối với à, cây kê thì chi phí thì thấp, à, tổng chi phí là giống như hết khoảng 10.000. Về thu nhập ấy thì cây kê à, vụ à, thứ nhất tôi đã thu ấy thì là một tạ tư trên một xào, thế thì giá là 18.000 thì cũng tương đương khoảng 2 triệu 500.000 thế thì trừ đi thì cũng còn vào ngày công ấy thì còn được gần 2 triệu tư từ năm xào vụ đầu tiên đến nay diện tích kê đã được bà con nông dân ở nhân nghĩa mở rộng lên hơn một mẫu với nhiều ưu điểm được rút ra từ thực tế sản xuất, cây kê, kê sẽ tiếp tục được nhân nghĩa mở rộng trong các vụ tiếp theo. Hạt kê với hàm lượng dinh dưỡng cao là một trong những thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe nên việc tiêu thụ sản phẩm này thuận lợi. Bà con nông dân nhân nghĩa có thể yên tâm đối với đầu ra của sản phẩm. Để giúp các hội viên chưa có việc làm phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho gia đình, Ban Thường vụ Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã đi thực tế tìm hiểu đưa mô hình nuôi run quế kết hợp với chăn nuôi và trồng trọt về địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao được trực tiếp đi tham quan mô hình nuôi run quế ở huyện Hải Hậu, nhận thấy mô hình này phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của địa phương. Hội phụ nữ xã Nghĩa Minh đã mua 10 kg sinh khối run về nuôi khảo nghiệm và đạt kết quả tốt. Từ thành công của mô hình khảo nghiệm, hội phụ nữ xã đã nhân rộng mô hình ra toàn hội. Đến nay, hội phụ nữ xã Nghĩa Minh có gần chục hộ nuôi run quế kết hợp chăn nuôi và trồng trọt sau khi trừ chi phí thu hàng chục triệu đồng mỗi năm nuôi run quế đã trở thành hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Nghĩa Minh. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày vừa qua, diện tích nuôi ngao giống của xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xảy ra tình trạng ngao chết. Chỗ nhiều thì mất trắng, chỗ ít cũng mất đến 30%, làm cho người nuôi trồng cũng tiêu đứng xót so xa. Theo thống kê, diện tích nuôi ngao của Nam Thịnh là trên 1.000 hecta, trong đó có 752 hecta nuôi ngao giống, trong những ngày qua, nắng nóng kết hợp cùng với nước kém, nhiệt độ nước tăng lên đã làm 30 ha ngao giống bị chết từ 70% đến chết hoàn toàn và 100 ha chết với tỷ lệ từ 30 đến 70%. Những diện tích bị thiệt hại chủ yếu ở gò nổi, gò tử và gò bèo. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng bởi những diện tích ngao giống này đang đạt tỷ lệ 500 con đến 800 con trên 1 kg chuẩn bị xuất bán. Thì trong đợt nắng nóng vừa rồi nó thiệt hại là khoảng gần 20 tấn khoảng 20 phần trăm bãi giá trị thiệt hại nó khoảng 120 triệu đồng nên bãi chiều của xã Nam Thịnh là bị ảnh hưởng nước cạn kéo dài lúc thời tiết nắng nóng là gây chết thiệt hại đến ngao giống có một số diện tích là chết trăm phần trăm như bãi chúng ta đứng đây và một số diện tích là cũng có ảnh hưởng ngao chết làm người nuôi trồng thiệt hại bên cạnh đó ảnh hưởng nặng đến môi trường mùi hôi thối bốc lên ngột ngạt dự báo trong những ngày tới thời tiết tiếp tục nắng nóng. Nam Thịnh cũng đã vận động các hộ bị thiệt hại nhanh chóng thu dọn bãi, bỏ vỏ đúng nơi quy định và chưa triển khai nuôi mới vì đang vào mùa mưa bão. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Sau tháng đầu năm, tỷ số giới tính khi sinh tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là 114 bé trai trên 100 bé gái. Trong đó có một số địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao đột biến. Cụ thể, xã Đan Lộc có tỷ lệ giới tính khi sinh là 200 bé trai trên 100 bé gái, xã Hồng Quang 143 trên 100, Hồ Tùng Mậu 130 trên 100, Tiền Phong 127 trên 100, Cẩm Ninh 125 bé trai trên 100 bé gái. Sau tháng đầu năm, toàn huyện có 96 trường hợp sinh con thứ ba. Nguyên nhân cốt lõi vẫn là do tư tưởng trọng nam đã hẳn sâu trong tư tưởng của mỗi gia đình. Thực tế hiện nay cho thấy nhiều cặp vợ chồng cố gắng tìm cách để có con trai ngay từ lần sinh đầu và lần sinh thứ hai các biện pháp kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi chưa mang lại hiệu quả dẫn đến tỷ lệ mất cân bằng giới tính tăng tại một số địa phương để khắc phục tình trạng trên ngành chức năng của huyện đã và đang chú trọng công tác truyền thông dân số bằng nhiều hình thức tăng cường các buổi truyền thông theo từng nhóm đối tượng phù hợp mở các lớp tập huấn cung cấp kiến thức kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế và cộng tác viên về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thành lập trên cơ sở sắp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh có quy mô 150 giường bệnh với 145 cán bộ nhân viên y tế, trong đó có 28 bác sĩ, 3 dược sĩ đại học, 30 điều dưỡng đại học và cao đẳng, 4 kỹ thuật viên y đại học cao đẳng. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trung tâm luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo sau đại học, đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các bệnh viện trung ương. Từ đầu năm đến nay, trung tâm có 13 đề tài đăng ký và đã được hội đồng khoa học, trung tâm y tế huyện trực ninh nghiệm thu đưa vào ứng dụng trong công tác khám chữa bệnh. Cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, Giai đoạn 2008-2018, trung tâm được đầu tư dự án cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện với tổng mức trên 72 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 39.500 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, đạt 63,5% kế hoạch năm. Tình trạng nhà vệ sinh bẩn xuống cấp trầm trọng tại nhiều trường học hiện nay đang là vấn đề gây bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ khi đến trường, ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Nhà vệ sinh bẩn, chật trội, thiết bị hỏng hóc, thiếu cả xà phòng rửa tay. Đó là thực trạng chung tại nhiều trường học tại Thái Bình hiện nay. Thống kê của ngành y tế cho thấy 40% ca nhiễm tiêu chảy ở học sinh bắt nguồn từ trường học. Nhà vệ sinh bẩn cũng là nơi chứa rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm như tay trên miệng, tả, viêm đường ruột. Công trình vệ sinh xuống cấp hoặc không đảm bảo cũng ảnh hưởng tới tâm lý học sinh và tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục của các trường. Với việc làm tốt công tác dân vận, đến nay phong trào xây dựng mô hình đường hoa do các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Ninh Bình phát động đạt được nhiều kết quả tích cực. Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với các địa danh du lịch nổi tiếng thu hút du khách như khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Cố Đô Hoa Lư, Chính vì vậy, việc tuyên truyền người dân xây dựng văn minh du lịch, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển và nhân rộng mô hình đường hoa là một trong những nhiệm vụ được các cấp hội phụ nữ huyện Hoa Lư chú trọng. Trong đó hội phụ nữ các xã phân công nhiệm vụ tuyên truyền đến từng chi hội thôn xóm, vận động hội viên tham gia hưởng ứng phong trào trồng hoa, nhất là các tuyến đường dẫn vào các khu điểm du lịch. Phong trào xây dựng đường hoa phụ nữ ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các xã phường thị trấn trong tỉnh đã trồng được gần 462 km đường hoa phụ nữ, xây dựng 11 tuyến đường kiểu mẫu dài 15 km. Đó là kết quả rõ nhất của việc vận dụng linh hoạt sáng tạo trong công tác dân vận từ tỉnh, huyện đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ chi hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, khơi dậy sức mạnh tập thể, đoàn kết trong nhân dân. Từ cuối năm 2018, có nhiều đàn cò khoảng 2.000 con đã đi di cư và làm tổ đẻ trứng ấp con tại khu vườn nhà ông Hà Văn Thể, thuộc khu Triều Sông, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Sang, tỉnh Hải Dương. Chính quyền địa phương và gia đình đang có biện pháp bảo vệ đàn cò, bảo vệ sự đa dạng sinh học. Hy vọng nơi đây sẽ trở thành khu du lịch sinh thái. Khu vườn rộng 14.000m2 được trồng khoảng 3.000 cây xoan đào, gần 10.000 cây keo, độ tuổi của cây đã hơn 5 năm. Vì là vườn trồng cây lấy gỗ nên mọi người ít để ý đến. Nhưng vào cuối năm 2018, người dân thấy có rất nhiều cò về cư trú làm tổ rất nhiều trên ngọn cây xoan và cây keo. Cò càng ngày về càng đông, sáng bay đi kiếm mồi, chiều về tổ. Gia đình ông Hà Văn Thể coi đàn cò là những người bạn thân thiết, mang an lành đến cho riêng gia đình và người dân xã Vĩnh Hòa. Đất thơm, quả đậu. Đó là cái thiên nhiên mà ưu đãi cho cái vườn chúng tôi, cho vùng chúng tôi và cho quê hương có một cái vườn cò như thế này. Muốn như thế thì tôi chỉ mong rằng tất cả các cơ quan chính quyền cũng như mọi người cùng chung tay chung sức là hỗ trợ bảo vệ cái vườn cò. Giữa khu chuyển đổi cạnh dòng sông Cửu An, vườn cây như một cánh rừng thưa cho cò trú ngụ. Vườn cò đã được mọi người để ý đến thăm, trong đó có cả khách nước ngoài khi đi du lịch Đồng Quê đây là một nơi rất là tuyệt vời, à, có rất nhiều loài cỏ thì cũng được như là mong muốn là nhiều người lên đến đây và bảo vệ có ý thức bảo vệ nó. Gần đây đã có hiện tượng săn bắn cỏ, gia đình ông Hà Văn Thể đã báo cáo chính quyền xã để có biện pháp bảo vệ đàn cỏ. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa đã thông báo trên hệ thống truyền thanh cấm mọi hành vi săn bắn cỏ và giao cho công an xã cùng gia đình bảo vệ. Hy vọng vườn cỏ xã Vĩnh Hòa sẽ trở thành khu du lịch sinh thái còn là loài chim hoang dã cần được bảo vệ để bảo vệ đa dạng sinh học và phòng chống biến đổi khí hậu. Mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng thành phố thông minh là mang đến những tiện ích tốt nhất từ công tác quản lý và giám sát mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cho đến sự thụ hưởng các tiện ích ấy của người dân. Ở khía cạnh quản lý và giám sát, Bắc Ninh đã chạy thử nghiệm và bước đầu thu lại những hiệu quả tích cực từ gần 300 camera công cộng. Còn ở khía cạnh thụ hưởng của người dân, hôm nay chúng tôi sẽ đề cập về sự tiện ích của chiếc điện thoại thông minh đối với người khiếm thị. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Là Phó Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh, nên anh Thái Quốc Toàn hay phải đọc các công văn giấy tờ liên quan đến chủ trương chính sách của các ủy chính quyền ngành chức năng. Tất cả đều là văn bản giấy thông thường, nên trước kia anh phải nhờ cán bộ mắt sáng đọc giúp. Xong kể từ khi được trang bị điện thoại thông minh với nhiều tiện ích anh toàn có thể tự đọc mà không phải nhờ ai. Truy cập internet hay là mình đọc văn bản trong quá trình ví dụ không có người sáng hỗ trợ thì ta có thể nhờ cái ứng dụng 99 Tết để để giúp cho ta đọc cái văn bản khi ta cần, người cần thị cần hay là mình cần phân biệt về mệnh giá tiền thì mình cũng có thể nhờ được các cái ứng dụng này giúp cho mình Nói chung là rất là nhiều thuận tiện trong trong, trong cuộc sống. Tháng năm vừa qua, Hội nghiệp mù tỉnh đã được công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đơn vị phối hợp trong xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh, trao tặng 100 điện thoại thông minh. Ở đó có ứng dụng các phần mềm tiện ích như chỉ dẫn thời gian, địa danh, nhận diện tiền của các nước, tin tức thời sự, đọc báo, phiên dịch, gọi taxi. Đặc biệt, các thiết bị này được tích hợp nhiều tính năng thuận tiện cho người khiếm thị sử dụng, như điều khiển bằng giọng nói với các thao tác rất đơn giản. Trong công việc như là người mù có thể đọc mail, gửi mail, nhận mail, thế rồi thì uh, truy cập các thông tin liên quan về đến người khuyết tật để mà làm công tác tuyên truyền đến những người hội viên ở các cấp cơ sở là cái công cụ mà giúp cho người mù tìm kiếm các cái tài liệu liên quan đến các cái môn học của mình mà nó thay thay coi như là thay sách giáo khoa cho người mù. Sau khi được hỗ trợ, hội người mù tỉnh Bắc Ninh đã mời chuyên gia về tập huấn và trao 50 chiếc đầu tiên cho ủy viên ban chấp hành của các cấp hội trong tỉnh. Để phục vụ cho công tác chuyên môn, 50 chiếc còn lại, hội sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn và trao cho các em học sinh và hội viên nữ để hỗ trợ việc học tập, hòa nhập cộng đồng. Lợi dụng chủ trương đưa hàng Việt về nông thôn, nhiều doanh nghiệp đưa hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng về các vùng nông thôn tồi bán với giá trên trời. Khi người dân phát hiện sản phẩm không sử dụng được thì các đối tượng này đã cao chạy xa bay. Hơn một tuần nay, người dân xã Việt Hòa, huyện Quế Châu chưa hết ấm ức về việc bà con nông dân được triệu tập đi tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ tại hội trường nhà văn hóa thôn. Theo giấy mời, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân xã cho đơn vị tổ chức chương trình mà nhân dân nhận được từ trưởng thôn. Chị em hội phụ nữ của xã đưa giấy mời. Theo nhân dân phản ánh, là sau tập huấn qua loa là chương trình bán hàng quảng cáo sản phẩm nhiều người dân cho biết đã rơi vào bẫy của doanh nghiệp thông qua hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ để họ bán sản phẩm kém chất lượng mà đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương Bây giờ là chỉ có là hỏi các ông trưởng thôn, phó thôn là các ông ấy rõ. Bởi vì nó bảo nó làm qua đều phải ra ủy ban và thông qua các trưởng thôn, phó thôn để chúng cháu, chúng con mới được về phép đây làm việc. Tối hôm trước thì là coi là người ta báo là 7 rưỡi bắt giờ ra họp cho đến 10 giờ. Vì là người ta bảo cho hai chục đấy nói thật mấy các chú là bây giờ nông dân là chỉ có hai chục là đi đông được. Cho hai cái, uh, cái, cái 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 bếp từ, cái bếp từ là nó giá trị là bằng hai triệu chín năm chục cả. Thế là cho không luôn hai người là tất cả vào 15 thứ. 10 15 cái là đều giá trị bằng 2 triệu rưỡi 12 triệu 8 và có 3 4 cái bếp ga là 1 triệu 9 một cái. Thế thì là bắt đầu là nó chào trước xong bắt đầu là nó bù cho những người 2 triệu rưỡi là mỗi người một cái nữa là bằng giá trị hai cái giá dụ như bây giờ ra ngoài chắc chỉ độ 7 800 thôi. Điều đang nói là khi có trong tay giấy mời ghi được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân, một số người xưng là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị phòng chống cháy nổ quốc gia có địa chỉ ở Trúc Đồng, Thụy Hương, Trương Mỹ, thành phố Hà Nội đã triển khai tại tất cả 4 thôn trong xã với hơn 200 người dân tham gia. Thủ đoạn của doanh nghiệp là giao bán một món hàng kèm theo tặng phẩm khác hấp dẫn, trung bình mỗi người cũng mua mất 2,5 triệu đồng. Nhiều gia đình mua cả chục triệu đồng. Những người mua các mặt hàng kém chất lượng này chủ yếu là người già tức là vừa rồi là có một số coi thế là về kết hợp mấy thôn là có vấn đề về phòng chữa cháy lỗ khi ra đấy là người ta có đưa ra vấn đề là có dạy chữa cháy lỗ sau đó là có một số hàng bán cho dân nhà tôi cũng có mua một ít nhưng với cái số hàng đó là khi người ta bán xong với cái tốc độ người ta bán nhanh gọn và người ta rút nhanh cho nên là chưa kịp mang giả vì cái số hàng này không phải là thực tế theo những các cái cơ sở khác bán. Khi người mua hàng bắt đầu nghi ngờ báo chính quyền, nhóm này gom tiền hàng trăm triệu rồi rút nhanh. Tế gian qua trên nhiều địa phương đang rộ lên các tổ nhóm doanh nghiệp bán hàng lưu động thông qua các buổi hội thảo, hội nghị thu hút đông đảo người dân tham gia. Hoạt động này thường được tổ chức tại các địa điểm của các cơ quan nhà nước, bán trực tiếp hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, hình thức bán hàng này đang bị biến tướng mà trách nhiệm phần lớn thuộc về chính quyền xã thôn cho phép. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự đầu bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.